Chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc vừa đương Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia. Cảm ơn Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trên cương vị mới sẽ cùng với các nhà lãnh đạo Campuchia vun đắp mối quan hệ tốt đẹp này. Đề nghị chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm bảo vệ người gốc Việt sống tại Campuchia trước sự lây lan của dịch COVID-19. Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen một lần nữa bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã hỏi thăm và hỗ trợ tài chính trị giá 200.000 đô la Mỹ góp phần vào hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại Campuchia. Thủ tướng khẳng định sự giúp đỡ này của Việt Nam đúng vào lúc chính phủ và nhân dân Campuchia đang nỗ lực ứng phó với làn sóng tấn công thứ ba của đại dịch COVID-19, thể hiện tinh thần của tình nghĩa láng giềng tốt đẹp.